Những giờ cuối cùng trước giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 1975. Những hình ảnh đã cho thấy các diễn biến dồn dập trong những giờ cuối cùng trước khi miền Nam được giải phóng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, kết thúc chiến tranh Việt Nam. Sát thời điểm ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhận thấy nguy cơ chính quyền Sài Gòn sụp đổ là điều không thể tránh khỏi. Những người Mỹ cuối cùng và một số người dân miền Nam đã tìm cách di tản. Thời điểm đó, khoảng 100 trực thăng của quân đội Mỹ đã sơ tán khoảng 7.000 người khỏi Sài Gòn trong vòng 24 giờ đồng hồ. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Mỹ khi đó là Gerald Ford, Ngoại trưởng Henry Kissinger và Phó Tổng thống Nelson Rockefeller đã họp bàn về chiến dịch sơ tán khỏi Sài Gòn. Chiến dịch gió lốc có thể coi là chiến dịch sơ tán bằng trực thăng lớn nhất trong lịch sử. Hàng dài người chen chúc lên một chiếc trực thăng của Mỹ đậu trên một nóc nhà ở Sài Gòn ngày 29 tháng 4 năm 1975. Các công dân Mỹ cuối cùng, trong đó có các phóng viên báo chí, được nhìn thấy vội vã di tản khỏi Sài Gòn một buổi trưa những ngày giáp ngày 30 tháng 4. Khung cảnh hỗn loạn bên ngoài tòa đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn khi nhiều người tìm cách vượt qua bức tường cao khoảng 4 mét với hy vọng được lên những chuyến trực thăng cuối cùng chở lính Mỹ đào thoát. Cảnh tượng bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. Các quân nhân Mỹ trên tàu USS Blue Ridge ra sức đẩy một trực thăng trên tàu xuống biển để lấy chỗ cho các chuyến bay sơ tán khác đáp xuống. Vào 10 giờ 24 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Trưa ngày 30 tháng 4, các xe tăng của quân đội miền Bắc Việt Nam và lực lượng vũ trang của quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã tiến vào Dinh Độc Lập húc đổ cánh cổng tòa nhà. Sự kiện này đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn và kết thúc chiến tranh Việt Nam. Miền Nam đã chính thức được giải phóng và đất nước thống nhất vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Binh lính của chính quyền Sài Gòn bị áp giải sau khi chính quyền sụp đổ. Vũ khí của các binh lính chính quyền Sài Gòn bị tịch thu. Theo tác giả Minh Phương từ website Dân Trí, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn nhấn đăng ký để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.